mà anh Diệp đi giặt đồ vậy. Ê đây đây đây, phê cà phê phê đâu, bia đâu? Bia bia lộc bia chứ đâu. Đi đi vô. Khoan 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 khoan, từ 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 từ, quán bia. Nói chứ, nói chứ qua Milano đi, nói chứ qua Milano đi. Để em nhặt ủi mới khai trương hôm qua. Bên đây là món ừ gì khỏe gì mốt khách thuê ta càng nhiều lắm, bữa qua hỏi khách thuê ta phải khách là mấy em miner rồi bận công việc rồi đi làm rồi. Đúng rồi, hợp lý. Miner hot girl rồi. Đây. Đây cứ tới cần em anh Diệp có cần em giá nè, có miner nào tặng không nè. Có cái này với giảm 3% tới 8%. Ảnh là anh nhiều lắm, để anh gửi cho khách thuê rồi cho. Đúng rồi, coi như quà tặng. Đúng rồi. Lúc về luôn nè. Hợp lý. Tại vì có cái này thì em mới giảm 3%, không thì em giảm ngày 28 này. Ừ. Em luyện chí một mớ. Ok. Ok. Coi thiếu cái này em ha. Ok. Cái này giống như bị chơi rồi đó. Mình tặng quà khách hàng thôi. Dạ ok, cảm ơn em. Dạ, anh qua trước với em. Qua làm đồng bia chứ. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.